là đi ăn cỗ, nhưng ăn cỗ thế này thì lại rất lạ. Ồ, như vậy là một mâm cỗ rất đầy đúng không ạ? Mâm cỗ toàn thịt luôn. Ồ, nhưng có vẻ như họ không ăn, mà họ đang chia thành những túi nhỏ đúng không ạ? Đấy, chia đều luôn, rồi mỗi người cầm một túi và mang về. Những ngày qua thì cư dân mạng lại nổi lên tranh cãi về việc ăn cỗ lấy phần, trong khi đa số mọi người ủng hộ việc làm này thì lại có rất nhiều người tỏ ra cay gắt. Đói khát thế à mà phải mang phần thừa về? Tôi thấy hoàn toàn bình thường, mang về đỡ lãng phí, nhiều người vui. Tôi không rõ là các bạn nghĩ như thế nào về việc này, nhưng với tôi thì việc ăn cỗ lấy phần là một cái gì đó nó rất là bình thường. Ta ăn không hết nhưng ta mang về thôi, đúng không? Nhà con cháu ở nhà nó vui, làm sao đâu, đúng không? Quá là điều bình thường. Thế tại sao mọi người phải gay gắt như vậy nhỉ? Cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua góc nhìn chân thực nhất, bạn đừng quên đăng ký kênh Tô Tin Tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.